Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Lan Phi Điệp nhà mình đang ở để lưu lại một chút kỷ niệm thì mình cũng quay một đoạn video để cùng các bạn thưởng thức ngắm sắc hoa Lan Phi Điệp nhé. Đây là cái Lan Phi Điệp Tây Yên Tử, thì Tây Yên Tử nằm ở huyện Sơn Động của tỉnh Bắc Giang. Đây là cây lan bản địa được mình mang về trồng. Cũng được mười mấy năm rồi, tương đương với tuổi của cây sau ba lá mà mình giới thiệu trong clip trước. Thì cây lan này là F2, còn F1 thì F1 cây gốc thì mình đã bán rồi các bạn. Và đây là F2 của nó. Vì vừa rồi nó bị đầu năm nó bị một cơn mưa đá, mình để ở ngoài sương ngoài trời này, bị đầu năm bị cơn mưa đá nó mới bị dập lát đi rất là nhiều. Năm nay nó cho ra hoa rất là ít đấy các bạn. Hoa rất là đẹp. Đây các bạn nhìn rõ nhá, đây là Phi Điệp Tây Yên Tử. Đây là một loại dòng hoa bản địa nhá các bạn. Và cây hoa này trước đây mình lấy về nó có rất là nhiều. Đây các bạn thưởng thức nhá. Đấy, đây là cái nhánh này nó chưa lở các bạn ạ. Đây là chưa lở này. Và đây hoa nở như màu sắc như thế này. Năm cánh. Đấy, năm cánh hoa màu trắng. Loài hoa này trước đây rất là nhiều các bạn ạ. Thì mình đây mình ngày xưa mình lấy về mình trồng rất là nhiều. Và các chú các bác ở các tỉnh thành rất là thích và được mình kỷ niệm cho các chú các bác như là ở Hải Hải Dương, rồi thì Hà Nội, rồi thì Quảng Ninh, Bắc Giang, được mình kỷ niệm đi cây hoa này đi rất là nhiều nơi rồi các bạn ạ. Đây mình quay lên tận gốc các bạn xem nha. Năm nay nó chỉ ra được có 3 ngọn các bạn ạ. Đây là một ngọn ngắn, đây một ngọn dài. Và đây một ngọn nữa. Dòng lan này nó tốt thì nó rất là dài các bạn. Nó có thể là đạt tới 1m7, 1m8, thậm chí gần 2m. Hoa cho ra rất là dài luôn. Đấy, theo thân đây là mình quay hẳn nguyên một cái thân cây dài các bạn nhé. Cách trồng cũng rất là đơn giản các bạn ạ. Thì trước đây mình cũng cho vào một cái, mình buộc vào một cái thân cây thôi. Sau mình có cái giò là có cái chậu này thì mình đút cái thân cây vào đây và mình buộc cái lan vào thôi xong. Nhưng mà do nó nhỏ quá nên mình phải lấy các cây dương xỉ về mình cho vào đây để nó ăn lên cái dương xỉ. Ưu điểm thì cái dương xỉ này ở rừng này thì nó rất là cứng, nó bền và được lâu. Nhưng cái nhược điểm đó thì nó nhanh khô lắm các bạn ạ. Đấy. Nên mình phải đắp cả một cái rễ rách lên đây để mình tưới cho nó ẩm ẩm dần xuống để cây nó hút dinh dưỡng. Đấy. Hoa đây các bạn. Và đây nó cũng là một thân rất là to. Đây là một gốc rất là to các bạn. Đây, một gốc rất là to. Và mưa đá nó dập hết của mình đi và năm nay nó lên nó có ra được mấy cái mộng thôi nhưng nó bị hỏng đi rất là nhiều. Và đây là xin giới thiệu các bạn, đây là phi điệp lá tre nhá. Đây là một giò phi điệp lá tre này, của mình rất là nhiều nhiều phi điệp lá tre luôn. À, đây là vò này mình mới lấy được, cái này. Cái này thì mình mới giò này mình mới lấy thôi, giò này mình mới lấy được khoảng độ hơn một năm rồi các bạn. Rất là đẹp. Và xin giới thiệu các bạn là giò này thì hoa đẹp cực luôn. Màu trắng nó trắng như ngọc lữ luôn các bạn ạ. Nó lở ra rất là đẹp nhưng mà đây là có năm nay nó chỉ ra là một ít hoa, ít nụm này thôi. Nhưng mà nó chưa lở khoảng độ mấy hôm nữa nó mới lở. Đấy, thì các bạn muốn ngắm nhìn cái hoa này thì comment lại cho mình nha. Hoa lở thì phê luôn. Và đây cũng là một vỏ phi điệp. Nhưng mà nó cũng là một loại phi điệp lá tre. Và mình đây quê hương mình gọi là phi điệp lá tre thôi các bạn. Và đây là hoa của nó này. Đấy. Cánh rất là dài. Đẹp. Đấy, cũng phi điệp lá tre nhưng lại rất là nhiều loại các bạn ạ. Loại màu trắng, loại màu trắng vừa phải mà một loại thì màu hồng.
Mình cho các bạn thưởng thức một chút nhá. À, đây là những cái cây con khi con mình ươm ra đây. À, và đây biết các bạn. Và một bình mình đã cho vào những cái cây dưa xí như này thì nó rất là bền. Và mình không dùng bất cứ một loại phân bón gì. Rất là tự nhiên. Và cây rất là tốt các bạn. Đây là những cái kia mình ươm ra đây. Và đây một giò đấy các bạn. Đây là những giò to này. Giò này. Đây các bạn ạ. Đây mưa đá. Trầm tích của mưa đá nó dập lát đi đây. Đây những lốt của mưa đá này. Và nó bại đi bây giờ mới có một hoa nhỏ như này các bạn ạ. Đây là cái lụm hoa nó. Đấy, các bạn xem. Và đây là một cái nan. Nan cứng này. Cũng đang chuẩn bị ra hoa. Đấy các bạn. Giò này thì có cái giò này có 2 gốc và có 4 thân thôi. Và đây là kỳ con của nó. Và đẹp nhất dòng phi điệp lá tre. Đây các bạn nha, đây là một cái giò mà mình kết nhất. Vừa dáng tỏa đều rất đẹp. À, các bạn nào. Và hoa năm nào cũng thế cho ra rất là nhiều. Đây các bạn ạ. À, đây là đống lụm của nó. Đây các bạn. À, lụm rất là nhiều luôn. Lỡ thì phê ly luôn luôn các bạn ạ. Khoảng độ một tuần nữa là sẽ bung lụa đây các bạn ạ. Và khi đó thì ngắm nhìn rất là tuyệt vời. Bạn nào mà quan tâm, thích ngắm cái loài hoa này là lở có đẹp đến mức độ nào thì các bạn comment lại cho mình nhá. À, xin giới thiệu các bạn cái dòng phi điệp lá tre này có cái ưu điểm rất là tuyệt vời. Đây là những cái thân này mà năm ngoái đã cho ra hoa rất là nhiều rồi. Và những cái mắt nào mà năm ngoái chưa cho ra hoa thì năm nay nó lại ra hoa tiếp các bạn ạ. À. Và đây nữa. Đấy, năm ngoái như nó ra hoa rất là nhiều rồi. Và năm nay còn lại những cái mắt lại năm ra hoa tiếp. Và những cái mắt nào năm nay không ra hoa tiếp thì sang năm nó lại ra. Đây các bạn ạ. Đấy. Vừa ra ngọn, vừa ra hoa, vẫn ra tiếp tục. Vẫn cứ dài bình thường. Và đây. Đây ngọn vẫn lươn các bạn. Ngọn nó vẫn lươn dài. Và ở thân thì vẫn cứ ra hoa bình thường. Đấy. Đây là một cái ưu điểm rất là tuyệt vời của dòng hoa lan này. Năm nào cũng cho mình hoa. Vẫn ở trên một cái thân đấy thôi. Đấy. Còn không như loài hoa, như loài hoa phi điệp lớn này. Đây một cái giò lớn là cực đẹp luôn các bạn. Phi điệp lớn này thì cái loài hoa phi điệp này thì nó ra hoa một lần. Của một cái thân thôi nhưng mà cái độ hoa nó nhiều và nó cực đẹp, nó to thì nó chỉ ra được một lần một năm một mộng này thôi. Và một cái thân này một năm nó chỉ ra được một lần hoa thôi. À, các bạn đây là gốc này rất lớn, rất tốt mà nó cho 4 thân luôn. Đây các bạn thưởng thức nha. Cái thân này nó tốt đến nỗi lá nó chưa cả vàng đổ là vàng rồi các bạn. Đây là giò phi điệp lá tre tiếp của mình nha. Giò này rất là đẹp này các bạn ạ. Đây. Rất là nhiều ngọn, rất là nhiều thân nhỏ đang lên này. Đây là thân, những thân dài và đây là lại một lớp thân nhỏ lại tiếp tục lên tiếp tục. Và đây gốc này thì một lớp thân già nó ở đây và đây là một lớp thân nhỏ lại tiếp tục lên. Và đây là mẫu hoa nha các bạn nhé. Mẫu hoa của nó nhé. Dòng này thì nó lại nhạt hơn, màu trắng hơn so với cái loại phi điệp lá tre mình vừa giới thiệu lúc trước các bạn nha. Đấy, hoa màu này màu khác. Và đây cũng một giò phi điệp đây. Mình giò này mình mới lấy được một năm thôi. Và đây hoa nó đây các bạn ạ.
Đây hoa nó màu trắng luôn. Hoa này nhỏ hơn và nó màu trắng. Đấy. Rất là đẹp. Màu trắng tinh luôn các bạn. Như ngọc. Rất là tuyệt vời. Mình hứa hẹn một cái cây hoa này là tới đây sẽ lở thì cây giò này rất là đẹp. Và mình rất thích cái giò này. Đây của mình đây rất là nhiều. Mình treo cũng rất là nhiều cây lan ở ngoài vườn này các bạn. Và đây là vườn bồng của mình. Đây là vườn bưởi nha các bạn. Năm nay rất là sai quả này. Chúng ta lại ngắm lại sắc hoa của phi điệp nha, Tây Yên Tử nha. Đấy. Ok, quá tuyệt vời các bạn ạ. Để được thưởng thức cái loài hoa này thì nó phải mất 1 năm và 1 năm nó mới cho ra hoa các bạn ạ. Quá là mê ly luôn. Thì các bạn nào quan tâm cũng như là thích hoa lan nói chung và hoa lan phi điệp nói riêng thì cho mình một chuông, bấm like và để lại comment cho mình ở bên dưới. Ở đây mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.